Đây là đường Ohaku. Và bây giờ là 9 giờ 15 sáng. Sáng hôm nay trời khá là nắng, nắng rất là gắt luôn. Vừa nắng và vừa nóng nữa. Đây là cảnh sinh hoạt của người dân vào buổi sáng. Mà bây giờ này là họ đi làm kia hết rồi. Cái đoạn đường này nó đặt được cái chỗ đó là ở hai bên lề đường thì vẫn rất là nhiều đồ ăn, có nhiều hàng quán nữa. Tốc độ lưu thông qua trên cái tuyến đường này tuy nó không cao nhưng mà nó hay xảy ra cái tình trạng ùn ứ. Ra là đường mình chụp mà nhiều xe tải xe này chạy trên cái tuyến đường này. Đoạn đường này cái tầm quan sát nó không có rộng do là có những cái đường cái thích tông á. Ngày qua thì khi mà trời mưa lớn, tuy là mặt đường trên ô phân khu nó không có ngập nhưng mà những cái hẻm hai bên đó, nó thấp hơn cái mặt đường nên là có những cái đoạn thì nó ngập rất là sâu. Đến thành Suối Tiên, cái đường ray đến hiện tại thì vẫn chưa xong và không biết đến khi nào nó xong, nói chung là hơi xui. Remote cái khóa chống trộm mà nó bị đi hay cái gì á, chạy được một chút xíu rồi nó tắt rồi sau đó nó hú, cũng không biết nó bị gì luôn. Như vậy á thì nó cũng hơi hiểm do là giống như là nó
đâu có cho mình chạy đâu, xe nó dừng giữa đường, xe nó dừng giữa đường á thì đôi khi những cái xe đằng sau quá nó chạy lên nó tông mình luôn. Có thể là xào nó bị mát thì phải. Đây là vừa đại học vui tết ra là bây giờ đang mưa đó.
ra lúc nãy á mình không nên đi đường này, đường này kẹt xe quá.
đây là đường Hai Bà Trưng. Và một buổi sáng ở phía bên trái là có cái công ty gì đó mình cũng không biết, mình không có biết tên, tại vì cái chỗ đó mình chưa có đi, chưa bao giờ đi hết á. Cái khu vực này thì là nơi tọa lạc của nhiều đại sứ quán, có vài người họ đứng xếp hàng ở trước đại sứ quán, mình không biết là cái gì, có thể là vô phỏng vấn xin visa đi định cư hoặc là đi làm việc ở bên nước đó chẳng hạn. Thì á, những cái đại sứ quán á thì nhà nước sẽ dành cho họ là cái phần đất rất là rộng luôn, rất là bự luôn, để dựng ra những cái đại sứ quán chỗ đó. Rộng lắm luôn á.
hơi á thì gấp 3-4 chiếc xe máy. Thì sao mà giống như là không cái xe này kia được, mà đường phố Việt Nam thì nó cũng chật, mà nó đâu có rộng như là những cái nước phát triển khác đâu. Ở Việt Nam mình đi đất chụp mà ai cũng có khả năng, ai cũng có xe hơi riêng thì nó còn đẹp cỡ nào đến cỡ nào mình kia nữa. Rồi chỗ đâu mà gửi xe đó, không hầu như nếu mà ai cũng có xe hơi riêng đó, thì không có còn chỗ để đậu xe luôn đó. Bởi vì thấy không, những cái vỉa hè cấm đậu xe tùm lum đó, mặc dù những cái vỉa hè này á đậu có vài chiếc xe thôi mà đã thấy chật rồi. Như những người mà họ lái ô tô á, họ phải chăng nó bắt ra để tìm cái chỗ mà đậu xe đó, thì nói gì mà ai cũng có xe riêng, ai cũng có xe hơi riêng thì chỗ đâu mà đậu xe. Và cái cách đó để có thể mà hạn chế được tình trạng đậu xe á, thì đó là hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, đó là hạn chế người đi xe máy. Giả dụ như là một gia đình đi có khoảng 5 người đi thì khoảng 3 chiếc xe máy thôi. Thì nếu mà dụ đi thì xe máy á, nhiều người đó, có người phải chạy tới 3-4 chiếc xe luôn. Đó thì giống như là giới hạn về cái số lượng xe máy thôi, cũng như là không thể dựa trên cái số mà dựa trên cái số người trong gia đình đó.
Gói rau mịch này gói khô 2 giấc. Gói 2 giấc, có gì không? Lấy con à, lấy bò viên với lại xá xíu đi. Cái gì nữa? Giấy trứng cút được rồi. Mày gói 2 giấc khô á.